nổi không? Tủa khỏe phết đây nhỉ. Xin chào các bác nhá. Hôm nay trường Lý đến trao quà cho gia đình nhà bà là nhà anh Phành. Thì vừa rồi là trường Lý có nhận được số tiền của bác Trần ở bên Mỹ, bác có gửi cho trường Lý là 200 đô và chia ra mỗi gia đình 100 đô. Gia đình nhà chị Say thì được 100 đô. Gia đình nhà anh Phành và bà là được 100 đô chia đôi nha các bác nhá. Và theo sự dặn dò của bác Trần ấy thì bác bảo là sẽ mua một tạ gạo, còn số tiền lại sẽ chia đôi cho hai gia đình nhà anh Phành và bà. Đấy, thì hôm nay trưởng Lý mua hết một tạ là mất 1,2 triệu, còn lại mỗi người được 400.000 nha các bác nha. Đấy, bây giờ là lên cắt tóc cho em Tủa, cắt tóc cho Dình nữa, Dình kia đi về nhà cắt tóc. Đấy. Này, cắt hết. Chỉ tóc nó bù xù rồi. Đấy, chân nó chơi kìa. Chơi kìa, nó có trái nhiều á. Nó có trái á? Nó cắt đi đấy. À. Sửa lại cho nó. Lấy máy sửa lại nó. Chết nhỉ. Bây giờ vẫn còn có trái thế này. Nệt đấy. Đi về về cắt tóc đi. Đuổi dê à? Ôi mấy hôm không nhìn thấy dê lớn rồi đấy nhỉ? Có được 10 cân một con chưa? Chết chưa cân anh ạ. À. Chưa cân đâu gì? Nhưng vẫn đủ 6 con gì? Vẫn đủ 6 con mà. Tưởng chết mất một con thì phải xem lại đấy. Chết đi phải bảo anh chứ. Không được chết. Nuôi cho nó phải sống hết. Con nào phải bảo anh. Đấy, bên này có điện. Bên nhà bà chưa có điện đâu nhỉ? Đấy, nhà bà chưa có đâu. Cháu nó mà, cháu bên nhà bên đây. Đứa nhà anh tôi đi đến đường mà. Chúc cháu đó nhỉ? Mấy đứa này. Mấy anh em này khác trông nhau à? Nghịch bẩn quá. Sao, vì sao ấy? À, ai chặt đấy? Trẻ con à? Trẻ con nghịch à? Bây giờ không phải mùa chả chuối hả? Nó lên cái này không chết. Hay là trâu bò ăn ấy? Trâu bò gì? Bây chặt đi, chặt cái ngọn đi. Không, đây là trồng cây mới. Không, chặt được đây, là chặt rồi phát rồi. Con lên rồi. Không này. Tí thế nhỉ, cái nó lên mà. Lên rồi mà. Thế là tùa mất cây chuối à? À, vừa rồi làm thêm cái gian bên này à? Gian bên này xong rồi. Phải chuyển giường thêm bên này. Định tháo hết ra đây à? Định tháo hết đây, cái tấm này ra đây. Đấy. Đấy, chuyển cho anh đây. Đấy. Tao mà, có thể đi tao mà như hốt như thế đúng không? Tao đã tao, tao đã tao rồi mà. Tao rồi mà. Đấy. Đấy, cái này thì vẫn chưa vào được. Cho lên giường à? Cho vào cái xô kia kìa. Đâu, lấy ghế ra để cắt tóc hay nào. Nào không nghịch nhá, Dình nhá. Cái hỏng cho bác ấy là... Để nó cắt cho. À, giờ đây để chú làm, mày làm sao biết cắt. Đây lấy, cháu lấy cái ghế kia về đây. Cắt thì ăn, chỗ này trái luôn. Lấy cái này được. Cháu chỉ việc quay cho chú thôi. Quyết định cắt tóc ngang ngắn. Mấy lần rồi đi toàn quên thôi. Nó tìm mình nó ở Tết rồi, cắt tóc cho. Có hôm thì nhớ thì lại không mang đồ nghề. Hôm nay có đồ nghề, cắt. Có cái kéo nào cắt được không? Kéo á? Không có anh ạ. Có à? Không có mà anh được.
Cắt cho ngắn. Phải cho nó cực ngắn. Cực ngắn là để dài quá rồi. Mình cắt chọc nha, cắt chọc mấy ngày nó tìm chúng ấy. Rồi đi nhà anh kia, nó chỉ cắt một lần đấy mà. Từ đợt anh cắt cho kìa. Nó cắt, tự nhiên cắt ấy. Giờ đấy anh cắt cho nó luôn. À. Thì cứ đấy to quá sao chú nhỉ? Mấy đứa tránh ra đi. Khi một bạo. Và cắt lần nào chưa vào mà chưa cắt. Cắt thử. Cắt thì đã cắt thì tuổi lúc nào phải đẹp trai. Trước cắt đến chỗ này này, chỗ dài dài này nó không cho cắt nữa. À. Cắt đi đoạn này nó không cho cắt nữa. Nó không nhất trí cho cắt đúng không? Đây là hôm nay nó lại nhờ nó xin mình cắt cho. Chứ hứa rồi, nó nhớ dài lắm. Không, bây giờ bình thường rồi. Bây giờ bình thường rồi mà. Không, bà một lần kia đấy. Hôm nay cắt nó cho đẹp trai nhá. Chú không cần cứ nữa. Lắc xuống. Nó ngắn, nhìn nó khác hẳn, nhìn trẻ hơn rồi nha. Đẹp trai ngay mà. Thì khắc cái chết đi ạ. Cái chết à? Thì thoa nè. Tuần đó? Ừ. Và xanh dĩa nè. Ồ, bù rõ, bù rõ. Ừ, xong rồi nha. Đánh phết đi. Nó của chỗ mà mất lượng. Nó cắt cho nhưng mà nó mà không biết cắt. Không cắt xong rồi. Không cắt. Không cắt xong rồi. Có máy à? Ừ. Cắt đây nó là máy thì có. Cái ngày nó mở lên này. Ừ. Còn nó say rượu không cắt cho. Thế này thôi, có gì khó đâu. Đấy. Cắt được thì cắt nó trắng. À, cái tóc dài nhé. Hơi dài dài đấy. Sợ cái này không đủ điện đấy. Điện sao là có dây sắt. Còn có pin nào? Đâu, cái này không sạc đâu, cái này không có pin đâu. Vẫn còn một vài đấy. Không có pin sao? Cắt hết. Cắt cả phanh nữa nhỉ. Ngứa à? Con trái đấy. Trẻ con. Thằng chơi nó là lay bà chứ. Tóc cho tủa đẹp trai thằng gái nhá. Thế còn đẹp trai. Cái sao này béo mà. Nó béo đấy. Lết cơn đấy nhỉ. Biết bà
Không phải, nó là không thích ông Phàm ấy. Mình bảo ông xà về hộ bắt lợn, thế nó bảo là bảo nghe nó nghe bảo ông phà về, nó bực nó không về hộ mẹ làm nữa. Không thích phà. Không thích phà. Cứ lên cơn là đi tìm phà đánh thôi. Không có rẻ à? Anh tóc chưa bạc rồi nhá. Chưa bạc đấy. Tùa là kém chú mấy tuổi rồi đấy? 54 đây. Tùa tính là máu tốt hơn chú đấy. Mẹ tóc chưa trắng nhà luôn. Ok. Sao? Lau đi, lau cho. Ấy nhìn về tí bà lại không nhận ra con gái trai mình ấy nhá nhỉ. Cắt tóc xong lại yếu tí lại mập mạp nhỉ. Này không có dao cạo nên là cắt hết đây. Thế thôi. Đấy, xong rồi đến lượt phanh. Giúp em cắt luôn đi cho. Đỡ tí. À. Đấy. Nhìn đây thế nào, rung rung thế nào. Đấy. Hơi bị được đấy. Đẹp trai rồi đấy. Rung rung rồi đấy. Nát cho. Đấy. Nát cho này. Đi đi gọi đâu, nước ở đây bên này có mà. Có mà, một chỗ mà. Có, có đấy, đi, đi xua, xua, xua bên này. Bên này đầy nước. Bên này nước đẹp, đi ra đây. Đấy, cắt tóc gọi đầu về. À, đẹp trai. Đấy, xong một anh rồi. Bây giờ đến lượt anh bố. Anh bố đây, nào hòa đâu. Giúp em tí. Ừ. Gì, cắt tóc thì đơn giản thôi, làm được. Cắt đầu không dám làm đâu. Cắt đầu thì mới cắt sợ. Cắt đầu thì phải cắt củ đi. Cắt đầu mới sợ chứ còn cắt tóc thì mới sợ. Quán cắt tóc có rất nhiều nhưng không có cho quán nào mà cắt đầu. Anh ạ. Cắt cho đầu 3 phần đó. 3 phần à? Ngắn rồi. Không cần cứ nữa chú ạ. Có cứ 3 đây này. Chú ơi, dùng cứ 3 này. Tết cho nó đàng hoàng. Chú. Dùng cứ 3 nó mới ngắn. Mới đẹp. Dài trước đó. Đi. Mới đến cái ngắn được. Chứ bây giờ cắt ngắn hết đi tí sửa cái gì. Nó dài còn sửa được. Khi mới đấy. Khi mới. Khi mới đấy. Có ạ. Dòng sông gấm đường vào Bắc mê, ruộng lúa nương ngô xanh mướt đôi bờ, qua núi qua đèo đường dài quanh co ở núi. Thank you.
thấy đâu. Không thấy đâu. Không thấy đâu. Không thấy à? Không có. Không có đúng không? Vậy có trái. Không cái có trái nhưng chú cắt cái này. Thì nó không dám ở nữa. Không ở rồi. Xong rồi cho thuốc thì sao vào. Không phải thuốc thì sao ấy, kết thúc cái gì đấy. Đâu có nó, cho nó sưng lên đấy. Kết bỏng cái đấy. À xích à. Tùa đấy. Tùa đấy. Cắt cắt ngắn này nó không có chỗ để nó để trứng, nữa là nó đến chịu khó tối hai vợ chồng chịu nhau cùng nhau đến tí là có bài thế này. Đầu chú phình tròn tròn, chú cắt chân này dễ tròn trắng tí là thành cái cục quai luôn. Cục quai à? À năm nay gầu tàu có khi nó ăn ăn quay em mới năm trước không ăn. Cái này là pin hay sao nhỉ? Pin đấy. Pin đấy. Mình kêu có một chiếc. Phải. Phải pin. Ờ đúng pin đấy. Đấy, phủi đi. Nhanh rồi. Nhanh rồi. Về đây. Thầy cắt cho. Đấy cái này là mang đi thấy. Sạc tiếp. Xem nào, đẹp trai chưa? Chưa. Khách hàng đâu nhỉ? Tối bà xã về, bà xã nhất. Lại không nhận ra thì chết nhỉ? Ơ không có cái vải à? Không có áo nào để mà lau à? Không lau à? Áo này này, cởi đi. Không, đó, xe sở, có cái áo rồi. Áo nó đang mặc. Nó mặc cái khăn. Đấy. Em đẹp trai chưa? Là đấy, không cho lo cái tôi nào à? Chưa gọi đâu à? Dạ. Chưa gọi đâu à? Chưa. Đấy. Phải gọi luôn chứ. Đấy. Tuổi rồi trẻ ra bao nhiêu rồi nhỉ? Dung dung rồi. Ừ. Trẻ 3 tuổi, 4 tuổi đấy. Dung dung rồi đấy. Đấy, cứ không chịu cắt tóc. Hôm nay biết bảo là cắt tóc rồi nhỉ? Đấy, hôm nào dài lại cắt tóc thôi nhá. À, hôm nào dài lại cắt tiếp, nhớ chưa? À, ừ. Cắt tóc tai nhìn gọn gàng. Ngon nghe nhỉ. Trai lên rồi. Đấy, để tóc dài nhìn sợ thật đấy. Nhìn giống ông dao ấy, ông nhìn giống người rừng ấy. Ừ. À, cái cây đây là cây tre à? Hốc quá. Nhưng mà cây này khả năng chết rồi. Ừ. Ừ, bây giờ có phải mùa trồng đâu. Ô, mấy cây chuối này sao cứ bị mà trẻ con nó xé hết à? Trẻ con hay là con gì nó ăn đây, hay con dê đấy? Nó cứ nghịch à? Thế thì hỏng hết rồi. Rình, rình chơ. Dê bây giờ là thả đi tận đâu đấy? Phanh. Dê bây giờ chợ thả ở tận đâu? Dê thả cũng nông quê đây này không? Ừ, thế mấy nữa làm nương thì làm nào? Lại phải nhốt thôi. Phải trồng cỏ xong nhốt đó. Ừ. Không thì trồng cái cỏ này đang lên đấy nhỉ? Đấy cái này lấy về. Lấy về cắm, ừ, cứ cắm xung quanh đi. Để chống đất nhưng mà. Chống mà sau này lấy cỏ cũng được lấy mà. Cỏ cho dê cũng được. Ừ. Trên này phải phát một cái xong trồng cỏ trên này. Ừ. Nhưng mà phát nương là bằng này là đủ hết chưa? Là hết đất rồi chưa? Chưa. Còn bên trên kia nữa à? Bên trên kia đó. Nhưng mà bên trên này cây to quá. Đúng rồi, cây to thì để mà lấy gỗ. Đấy. Còn chỗ dưới này mình nên phát. Chỗ kia nó có cái cây cây sa nhân, cây gì cây, một cây loạt này. Không mà lúc trước ấy nó không có cây to. Ừ. Thế tới đây là làm đường ở đây lên à?
Đào đường cho xe máy vào đây à? Vòng thì phải vòng bên này xong vòng trên này sang bên này. Đi cũng ấy đấy nhỉ, hơi xa đấy. Không, bê vòng ấy là chú lên đến đoạn bên kia. Kết đoạn là bên kia xong đây, rồi. Kia xong rồi. Xong rồi chéo chéo về đây thôi. Nó chéo thì phải bỏ này đi. Nó phải về thẳng vào đây đấy. Đây. Mở chỗ này đi đấy. Thẳng cái chỗ ao ấy. Nó mới được đẹp. Đã hết xà phòng đâu, Dình kia. Vội hết đi. Đó có mưa à? Chỗ mi mắt rồi à? Đấy. Gội gội không cẩn thận là không hết đâu. Nấu cơm rồi à? Bảo là chú với cháu Hòa ở đây xong nấu cơm ăn xong đi. Thế là mời cơm anh à? Có cái gì ăn không? Hả? Có món gì? Cơm rau thôi. Để lúc nào đó cũng phải. Hả? Để lúc nào đó. Vịt to chưa? Vịt á. Ừ. Vịt cũng bình thường. Bây còn mấy con nữa? Còn 8 con này. 8 con à? Có nuôi béo béo làm nương mà thịt ăn nhá. Chứ bây giờ là ăn Tết xong mai lại không có cái gì ăn là lại mệt. Đâu xem vịt thế nào. À, trên kia. Vịt to phết rồi. Dê rình thả đi tận đâu rồi? Sang bên đồi bên kia rồi à? À, không không ở gần đây rồi, dê đi xa rồi. Ăn Tết lên xem dê lớn. À, béo phết rồi đấy nhầy. Con này phải được hơn 2 cân rồi đấy. Được cân rưỡi không? To phết đây. Nhưng mà cái nương này tới đây là mình lại phải dẫy cỏ qua một lượt nữa à? Ơ, chơi thuốc á? Chết đấy. Thế phun thuốc hết à? Không. Phun thuốc nhiều là mai nó lở loét ra chết đấy. Châu bò dê nó ăn là chết đấy. Dê ăn mà chết đấy. Phun là không cho dê ăn nữa rồi. Nguy hiểm đấy, thế đến mùa nương này là phải chăm dê cẩn thận đấy. Họ họ phun thuốc là chết dê đấy. Chịu khó mà dẫy thôi, bây giờ phun thuốc thì trồng này thì hỏng hết đất đấy. Nhớ phun chưa? Chưa phun đâu mà. Bây cứ trồng xong là phun à? Trồng ngô xong rồi mới phun à? Trồng. À. Thế. Bên này nhìn màu phun mà. Cái này chịu khó dẫy được thì nó mới tốt được. Đúng rồi, dẫy cái này á. Ừ. Không biết lúc nào mới dẫy xong rồi. Thì cứ dẫy thôi. Mới làm là phải chịu khó thôi. Phun thuốc nhiều sau này dị dạng hết người chết đấy. Thôi đi về đây nhỉ. Anh ơi đi về nhá. Thôi để mấy hôm nữa xem covid như nào, nếu mà không xảy ra nữa thì lên uống rượu với bà con. Bây giờ là đang hạn chế đây này, không dám đi lại mấy rồi. Đang rất ghê COVID này. Mù chê ơ. Nhỏ chê chứ nhỏ. Mù chê chứ mù. Đi luôn nữa. Đi không? Đi luôn gì? À đi về sau à? Ở đây chơi à? Qua kia. Tí khác đi bộ về á? À đây đi qua cái là đến nhà đấy đúng không? Ừ thế thì cho ở đây chơi. Có về không? Mù chê chứ mù. Mua không? Bà. Ờ thế mù thì đèo đi. Ờ thế đi. Thế thì. Đấy, cắt tóc cảm cho anh nhá. Ừ. Cho anh xin nhá. Rồi. Rồi chúc ăn Tết vui vẻ nhá. Thôi có gạo rồi, bây giờ thịt thì còn tí nào không? Thịt
thịt em cũng mua của bà mà. À mua hai mẹ con mổ con lợn đấy xong là chia nhau à? Không, khắp mua riêng đấy. Khắp mua riêng à? Ừ, ừ rồi đấy. Rồi. Đấy, rất cảm ơn anh nha. Ừ. Và anh Trần cũng rất là giúp em. Rồi, đấy cứ chịu khó đi. Rồi. Làm hết mấy nữa cha Tết thì anh mới lấy phân lên cho nhá. Cha Tết thì vừa rồi là anh chỉ mua được một bao đạm và bốn bao lân nhưng mà khả năng rắc như mì chính thôi nhỉ. Nếu mà ít thế thì rắc như mì chính thôi. Phân đạm là cho nhiều nó chết đấy, phải phân đạm. Không, phân đạm thì phải khi nào nó mọc lên mình vun thì mới mình vun mới dùng. Còn trước mắt là với cái đất này nếu mà không bón lót là không lên được nhỉ. Bón vun thì mới lấy phân đạm đó. Thôi thì cái phân NPK thì mình bón đấy. Tí à Hòa lấy cái này đi giả ông Đường luôn. Có còn cắt cho ai nữa không? Tí chú cắt lấy đi giả. Ờ. Tí lấy pin chiếc nạp cho nó đầy đi. Vâng. Cảm ơn nhá. Ừ. Rồi. Thôi, cảm ơn thế thôi. Rồi. Rồi. Mùi chèo. Mùi chèo. Ừ. Đây quần áo trẻ con rơi hết xuống đây rồi này. Ui. Đấy. Quần áo rơi hết xuống đây. Ừ. Dây phơi phiếc ở đây phơi nó khô nhanh nhỉ. Trời mà không mưa thì phơi thoải mái. Rồi. Ừ. Ừ. Rồi. Ờ cho về nhá. Đấy, toàn cảnh khu nhà anh Phành là quan sát được hết cả bản luôn. Rất là thoáng. Hơn cả camera hành trình. Quá đẹp. Điểm view ở đây rất là thoáng. Nhất nhà anh Phành rồi. Đấy, một mình một đồi. Ngắm thiên hạ đấy. Đấy, một mình ngắm thiên hạ mà ở trên đầu thiên hạ đấy. Đây là ở trên rồi. Trên cao nhất rồi. Đấy các bạn, hôm nay thì Trường Lý mang phần quà của anh Trần đến trao cho các gia đình. Bây giờ là Trường Lý cũng xin phép là tạm dừng video ở đây. Bây giờ là phải đi về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Hòa hôm nay còn đi đâu không? Tí lại đi mổ lợn à? Sướng nhỉ, suốt ngày được mổ lợn ăn thịt thôi nhỉ. Ngô à? Rồi. Tết ăn Tết đi. Mọi nhà ăn suốt đấy. Hôm nay là để bỏ một ngày để mổ lợn ăn Tết cơ mà. Có mà nhưng mà làm mưa nó về không làm được chú. Cái này phải cái mộ không nhỉ? Không phải đâu. Không phải à? Dưới này bố cháu, này. Bố cháu đây à? Bố cháu. À. Em cháu mổ. Chỗ cây gạo kìa. Mày còn không biết nhớ bố mày cho đâu nữa. Đây ông à? Ông là em trai của ông đó. Ừ. Còn bên kia là em trai Úng. Còn đây mấy thằng cháu, mấy thằng em. Mấy thằng em. Chôn nhiều phết đây nhỉ. Đây là khu mộ thôi đó. Khu mộ cháu mà. Ừ. Cho hai tên là em, thằng chú. Ừ.